Quay trở lại với cái chủ đề là Zeroth. Thì không biết mình có nói rằng là mình có ba cái dữ liệu mà theo như mình cảm thấy rằng là có vẻ như là Zeroth đã rời team rồi. Sau khi mình đăng cái đấy thì có rất nhiều người pull up for the new week. Thank you very much. Cảm ơn nhiều anh Lê Trung. Cảm ơn anh với 500 sao vừa tặng. Đầu tiên thì mình khẳng định cùng với các bạn một điều. Đấy là khi mà đọc cái status được đăng lên bởi một mod của bên Phong Vũ Flow về việc là không thay đổi gì về mặt đội hình. Cái anh mod hay là cái bạn mod hay là cái ai đấy mod mà đăng cái bài viết mà đã gây tranh cãi và sau đấy bị kick ra khỏi team Phong Vũ Flow ấy. Thì các bạn nhớ là trong cái bài viết đấy có ghi rằng là đội hình của Phong Vũ Flow đã cố định cho cái mùa giải này và đã nộp lên ban tổ chức của VCS và sẽ không có sự thay đổi nào cả, nếu như có chỉ có thêm chứ không có bớt, đúng không? Thì đấy là cái bài viết được đăng, mình nhớ là được đăng tầm khoảng vào đầu tháng 5 thì phải, tầm khoảng ngày mùng 10 đến ngày 15 gì đấy, hoặc là không. Không, thực ra chính xác hơn là phải tầm khoảng 15 đến 20 gì đấy sau game SI, bởi vì bắt đầu có nhiều cái tin đồn thổi hơn thì sau game SI thì bên Phong Vũ Flow có đăng một cái bài đính chính như vậy. Và chúng ta đã khẳng định rằng là sẽ không có sự thay đổi đội hình nào cả, chẳng có game Zeroth hay là chẳng có gì hết. Nhưng đấy là thứ mà chúng ta nhìn thấy vào ngày hôm đấy mà thôi. Thì sau hôm đó tầm khoảng 3 hôm thì khi mà rất nhiều thứ dư luận nó đang chỉ trích thì bên Phong Vũ Flow đã xóa cái bài đi rồi. Thì xóa được bài đi thì thứ nhất là để giảm tải cái áp lực, và thứ hai là để khẳng định rằng là bạn viết cái bài viết đấy đã ra đi rồi. Nhưng cái thứ ba ấy, chúng ta có thể hiểu được một điều, cái thứ ba ở trong cái việc xóa đi cái bài viết đấy có thể là việc Phong Vũ Flow cũng chưa công bố và cũng chưa chắc chắn về cái đội hình ra quân của mình. Nhưng mình đã nói nha, tất cả mức độ dự đoán thôi, các bạn cũng đừng có quá là chai hạt, là quá là dựa nhiều vào cái nhận định của mình mà đưa ra cái này cái kia. Ok, cảm ơn bạn Trung Nguyễn đã tặng mình 100 sao. Thì đấy là cái đầu tiên mà mình muốn nói tới, tức là khi mà fanpage của Phong Vũ Flow không còn đăng cái bài là chắc chắn sẽ không thay đổi về mặt đội hình nữa thì có thể là sẽ có sự xáo trộn về mặt nhân sự. Đấy là về mặt có thể. Và theo như mình được biết thì có vẻ như là cái ngày chốt đội hình của VCS mùa hè năm 2019 ấy, tức là ngày mà tất cả các đội tuyển cần phải chốt đội hình và nộp cho ban tổ chức ấy, thì thường nó tầm khoảng một tuần trước khi họp báo. Mà cái tuần họp báo ấy thì đã thường là một tuần trước khi giải đấu bắt đầu. Như vậy là nếu như mà giải đấu bắt đầu ngày 13 thì các bạn cứ định hình là họp báo nó bắt đầu trước tầm khoảng một tuần, và sau đấy thì chốt đội hình trước tầm khoảng một tuần nữa. Như vậy nó vào tầm khoảng từ ngày 28 tháng 5 cho đến tầm khoảng ngày mùng 3 tháng 6 gì đấy. Thì trong cái khoảng thời gian đấy thì tất cả các đội tuyển sẽ phải chốt đội hình. Như vậy là đến ngày hôm nay ấy, thì các bạn có thể khẳng định đến ngày hôm nay ngày 27 tháng 5 ấy, thì các đội tuyển vẫn chưa chốt cái đội hình chính thức đâu. Đấy là theo những cái thông tin mà các mùa mình đều nắm được. Tức là đấy là cái, nó giống như kiểu một cái timeline ấy, mà tất cả các cái mùa nó đều như thế, và các bạn có thể chốt như vậy. Thì nếu như Phong Vũ Flow mà chưa chốt đội hình thì đồng nghĩa việc là có thể có sự thay đổi. Ở cái thông tin thứ hai ấy, cái dữ liệu thứ hai mà mình muốn đem ra cho các bạn là lý do tại sao mà mình nghĩ rằng Phong Vũ Flow không còn Zeroth nữa ấy. Thì đấy là bởi vì hôm trước ấy, trong một cái status được đăng lên bởi một admin của kênh của trang Phong Vũ, thì có đăng bốn cái đường link livestream đến từ Big Coro Palette, No Way, à nhầm, Big Coro Palette, Meliodas và Naun. Nhưng mà không có đăng của Zeroth, tất nhiên không có cả Su Hào trong cái status đấy luôn. Nhưng mà nếu như các bạn kéo xuống ở phía bên dưới phần comment ấy, em có danh sách đội hình rồi này, ok, anh sẽ ghi bình luận của Lê Khôi vào, ok. Anh em nào mà muốn có được danh sách đội hình sớm thì có thể là đón xem livestream của Lê Khôi. Fanpage của Lê Khôi thì mình đang ghi ở phần comment đấy. Các bạn có thể like cái fanpage của Lê Khôi đấy, bởi vì Lê Khôi nói thì mình có thể tin được hay không thì mình không biết. Có tin đồn là Pumendu với Evos thì cũng không phải luôn. Chắc chắn là các bạn không có Pumendu với Evos đâu, linh tinh. Phía bên dưới cái phần comment ấy có thêm link của Naun hay là có link của Su Hào, nói chung là có đủ cả 5 người chứ không có Zeroth thôi. Thì đấy là cái lý do thứ hai mình nghĩ rằng là có thể là không còn Zeroth. Còn cái thứ ba ấy thì các bạn phải lật lại lịch sử một tí, lật lại quá khứ một tí. Ok. Thì nếu như cái thứ ba ấy mà các bạn, cái lý do thứ ba, cái dữ kiện thứ ba mà các bạn muốn mình nêu ra ấy, thì cái này là dựa vào một cái status được đăng của anh Tini Kun từ rất lâu, và một cái ảnh mà có anh Tini Kun, có Sop và có lấy cả Levi. Thì có Sop, có Levi, có Tini Kun và có cả Zeroth. Thì trong cái ảnh đấy có nói về việc là cái này là cái mình sâu chuỗi thôi các bạn nha. Cái này thì cái mình sâu chuỗi thôi. Hello Trần Huỳnh Anh Thư. Cái thứ ba ấy là trong cái status đấy, trong cái bức ảnh đấy thì anh Tini Kun còn đăng rằng là trong cái bức ảnh này thì có một người đã đi đội tuyển khác và vẫn còn hạn hợp đồng
với Gam cho đến hết năm 2019 thì mình bắt đầu mình mới nhìn lại, thì trong ảnh có Levi, có Sop và có Zerod. Thì chắc chắn rằng là Sop thì chưa bao giờ có hợp đồng với Gam rồi, thì ngoài ra có Levi. Nhưng Levi một khi mà đã tham gia vào Academy của team 100 Thieves, đồng nghĩa việc là chắc chắn rằng họ đã rất là clear về vụ hợp đồng, xem còn hợp đồng với Levi hay không. Và đương nhiên họ, một là nếu như còn hợp đồng họ sẽ phá hợp đồng, và thứ hai là sẽ rơi vào dạng là chuyển nhượng tự do và Gam sẽ tự cắt hợp đồng với Levi. Thì mình nghĩ rằng Levi cũng sẽ là trường hợp rất khó để xảy ra, và trường hợp cuối cùng thì mình nghĩ rằng đấy là Zerod. Và ngoài ra thì ngày hôm trước ấy, thì trong một cái status đính chính của anh Tini Kun với một cái trang gì có tên là gì nhỉ, dư luận viên Liên minh huyền thoại thì phải, mình nhớ là như vậy, thì anh Tini Kun có đính chính rằng là việc mà Lộc ấy, tức là như các bạn biết đến tên của Zerod chính là Lộc ấy, thì Zerod đã sang team Young Generation dưới dạng là chuyển nhượng và không có tiền. Anh ấy đã viết trong status đấy trước khi anh ấy sửa lại là không có tiền, thì đồng nghĩa với việc là nếu như cái trường hợp xảy ra cuối cùng ấy, nếu như cái trường hợp xảy ra cuối cùng ấy thì chỉ có thể là anh Tini Kun vẫn còn giữ hợp đồng với Zerod mà thôi. Và Zerod, cái khoảng thời gian mà Zerod sang với team Young Generation, hay các bạn biết là đấy là tiền thân của Phong Vũ Flow ấy, thì đấy là dạng chuyển nhượng tự do và có thể là vẫn còn hợp đồng ràng buộc. Và như vậy thì nó sẽ dưới rất là nhiều hình thức. Ở trong bóng đá ấy, thì đấy gọi là dạng mượn, gọi là mượn cầu thủ để thi đấu một hai mùa giải. Rồi sau đấy khi mà người ta kêu gọi quay trở lại thì đương nhiên là cầu thủ sẽ phải quay về nếu như cái hợp đồng vẫn còn, và cũng như là việc mà không thương thảo được giữa đội mượn cũng như là đội cho mượn. Thì trong trường hợp của Zerod thì mình đang có thể đoán là như vậy. Còn tất nhiên là mình không khẳng định. Như mình đã nói thì mình, tất cả những cái yếu tố mà mình nói ra từ đầu buổi livestream đến giờ thì tất cả những cái thứ đấy nó là mang tính chất dự định, dự đoán. Nếu như bây giờ ấy mà các bạn thấy rằng trong tầm khoảng một tuần nữa, căng nhất là một tuần nữa, các đội tuyển mà chốt đội hình trước khi họp báo ấy, mà trong đội hình của Phong Vũ Flow vẫn còn Zerod, thì có thể đấy vẫn là điều có thể xảy ra mà thôi. Nhưng mình nghĩ rằng khả năng cao đó là không. Ở đây là khả năng cao các bạn nhá. Ừ, ngoài ra thì mình cũng đồng tình với một bạn vừa mới comment như kiểu bạn Hennessy School như kiểu, thì có vẻ như ngày hôm trước ấy mình cũng đặt tay lên trán suy nghĩ khá là nhiều về cái từ Forsaken của anh Tini Kun có đăng. Thì nó giống như kiểu là một mẫu xạ thủ và một người chơi đã bị chối bỏ, một người chơi đã bị lãng quên ấy. Thì thực sự thì trong cái ngữ cảnh đấy thì mình nghĩ tới nó chỉ có thể là xạ thủ mà thôi. Bởi vì trong Liên minh huyền thoại ấy, có một cái con là The Forsaken Archer ấy, chính là cái con Varus ấy. Thì mình nghĩ tới cái trường hợp mà cái Tini Kun mà đang đề cập tới ấy, chính là ở xạ thủ. Và nếu như một xạ thủ mà đã từng bị chối bỏ, đã từng phải giải nghệ rồi, đã từng bị lãng quên mà bây giờ quay trở lại với giải đấu VCS, thì có thể một là Slay, hai là Minas. Mình không biết rằng cái tỷ lệ xảy ra Minas có là cao hay không, nhưng nếu như có Minas thì thực sự là mùa này nó có rất là nhiều biến động với VCS. Bởi vì Minas hay là cái thanh niên gì nhỉ, Vigos và Zeros và ba anh em ruột, nếu như mà Minas vào về chơi với cả các thứ ấy thì là tương đối là tươi. Một vài những cái dữ liệu mà bạn Lê Hoàng Hải đưa thêm ấy thì đúng rồi, chính xác. Một vài những cái dữ liệu mà bạn Hoàng Hải đưa thêm ấy, anh sẽ loại cái dữ liệu số 2 của bạn Hoàng Hải ra, tức là việc mà nhiều người nhìn qua Gam soi được hình xăm, rồi soi được mũi, rồi soi được kiểu tóc, thì cá nhân của mình nghĩ rằng là cái đấy thì không thuyết phục. Thực ra mình đã soi cái ảnh rất là kỹ rồi, và mình nhìn qua cái ảnh thì mình không nhận ra rằng đấy là Zerod hay là ai cả. Cái ảnh đấy thì chắc là cũng không mang cái thiên hướng spoil đâu. Các bạn cần soi cả việc để flash ở nút D hay là nút F cũng không phải. Nhưng mà đúng, cái thứ mà mình đang muốn nói tới là việc Kiaya đã chuyển sang chain ở mid lane. Cảm ơn Sinh NH đã tặng cho mình 200 sao, cảm ơn Slay comeback về Gam. Thì đấy, anh cũng vừa nói đấy thôi, Slay comeback về Gam là điều có thể xảy ra. Lại Gam, Minas qua mà em thấy Minas bịt mặt vô gaming house của Gam, mà cái thông tin của bạn Kiên Vũ thì mình chưa confirm. Nhưng mà mình chỉ muốn nói rằng là cái này không dựa vào bất cứ một thông tin nào của cộng đồng mạng đưa cho mình cả. Cái này chỉ là sự gọi là vắt tay lên trán suy nghĩ thôi. Trước mỗi mùa giải mình rất là thích tìm hiểu sự hoán chuyển rồi là thay đổi về mặt nhân sự. Thế là mình hôm trước mình nghĩ thôi. Mình cũng nghĩ tới cái status là tại sao anh Tini Kun lại đăng về một Forsaken đấy là ai. Thì mình nghĩ tới có thể đấy là Minas. Tỷ lệ khá là cao là Minas. Và Minas mà về cùng với cả Zerod thì nó đấy là một kèo tươi đấy. Team em có top mới rồi nhé anh có nghe không? Gì? Mình nói cho anh nghe đi. Team Sky Gaming Đắk Lắk có top lên mới là ai? Rồi anh đoán là Stuck rồi. Nhưng mà em anh kệ em.
Anh không quan tâm tới việc em nói là ai, nhưng mà anh dự đoán rằng đấy là Stark. Kệ em, được chưa? Còn em đừng nói rằng đấy là Artemis hay Daenerys vẫn đang chơi ở top lane, hay là em nói rằng là Melody, SGD, ok. Thì anh nghĩ rằng, nhưng mà anh vẫn nghĩ rằng top lane và SGD sẽ là Stark. Cái đấy thì Nguyễn Minh có chia sẻ hay không thì cái đấy là tùy em, nhưng mà anh vẫn đoán rằng đấy sẽ là Stark. Tích thì không, Tích với ốc sẽ không comeback đánh Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp được các bạn ạ. Cảm ơn một bạn đã tặng mình trong sao mà không hiện tên. Ok, thank you bạn. Boy 100 Jayce SGD mạnh mẽ, anh biết ngay mà, anh biết kiểu gì mày cũng nói rằng top lane mới của SGD là Melody, thì anh đã phủ đầu trước rồi, mày đừng nói đấy là cái thằng Melody là được. Ok, cảm ơn Tấn Tạ nha. Thì quay trở lại với những cái dữ liệu, thì ngoài ba cái dữ liệu mà mình đã nói ngay từ đầu buổi livestream, thứ nhất là việc một cái bức ảnh của anh Tiny Kun đăng lên vẫn còn một người còn hợp đồng với GAM cho đến hết năm 2019, và mình dự đoán rằng có thể đấy là Zeroth. Thứ hai, đấy là trên cái link fanpage của Phong Vũ Flow không còn đăng cái lịch livestream của Zeroth. Thực ra thì các bạn có thể hiểu theo hai hướng. Thứ nhất là có thể là đây là cuối tháng và Zeroth trong một tháng đã stream đủ số buổi rồi, thế nên cuối tháng không cần phải livestream thêm nữa. Nhưng mình không nghĩ là như vậy, bởi vì đầu tháng ấy thì các thành viên của Phong Vũ Flow đã bắt buộc phải tham gia vào giải MSI rất là dài, thế nên là chắc chắn sẽ thiếu buổi livestream, và cuối tháng này nếu như có thời gian sẽ stream bù. Nhưng tầm khoảng 3 4 ngày nay thì Zeroth không stream rồi, thì mình càng nghĩ rằng cái cơ sở ấy nó càng trở nên cao hơn với việc là Zeroth đã rời team Phong Vũ Flow. Và cái dữ kiện thứ ba mà mình đưa ra thì đấy, như đầu buổi mình nói rồi. Cái dữ kiện thứ tư vừa rồi, việc Kia ra sang trên mid, đấy là một động lực, một cái lý do tương đối là cụ thể. Và cái dữ kiện thứ năm là cái gì nhở? Tự nhiên mình quên mất rồi. Dữ kiện thứ năm thì thế mình quên mất rồi, nhưng mà được cái là lại đại khái là dạo này mình thấy rằng là cái sự tương tác Facebook giữa Levi với Zeroth rồi các thứ nó trở nên gọi là nhiều hơn, với cả anh Tini Kun nữa, nói chung nó cũng nhiều hơn. Support của game là ai thì anh chưa biết.